Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh của Tân Nóng. Hôm trước thì mình có mở hộp cái con Anyang M118A. Hôm nay thì mình sẽ review chi tiết về cái em đồng hồ này nhá. Một cái em đồng hồ rất là hot đối với anh em điện tử, ok. Con này thì mình mua ở shop, ở một cái shop ở trên Lazada nhá. Có 118.000 thôi anh ạ, 118.000 mà không được free ship mọi người. Đợt này mua Lazada thì cũng hơi đuối anh ạ, free ship cũng hơi cao. Rồi, quay trở lại với em Anyang M118 đây. Con này có một cái đặc điểm là mình không thích lắm, cái hộp ngoài nó không có thương hiệu nhỉ. Cái hộp này như kiểu hàng lô. Nó chỉ có digital. Thế ra nó ghi 118 này nhìn có vẻ, nhưng mà không biết cái sản phẩm của mình có phải là chính hãng không, nhưng mà anh em nào dùng thì có thể lại bình luận nhé. Đây, cái bộ này chúng ta mua chúng ta sẽ có cả như này. Không có pin anh ạ. Rất là mệt mỏi, không có pin. Rồi, sách hướng dẫn thì chúng ta sẽ có một bản tiếng Anh. Đó, có thông số các kiểu nhưng mà nó không có cái mạch để sửa nha anh em. Một số cái đồng hồ thì nó có cái sơ đồ mạch, chả nó chết điện trở cái hình thay, nhưng cái này nó không có đâu. Một bản tính chung. Cái này vứt mẹ đi, chả đâu gì. Rồi, cái dây điện. Mình đánh giá cái dây đo của cái thằng Anyang này thì cũng khá là hay nhá. Nó có cái đầu bịt, nhìn cũng có vẻ xịn đấy, nhưng mà cái đặc điểm cái đầu bịt này nó rất là lỏng mọi người ạ. Bạn nó dùng thì chắc phải một là dùng keo nến hàn thêm vào cho nhìn này nó lỏng lẻo vãi luôn. Có nhưng không có nhá. Nhưng cứ tính là có cái đầu bịt. Và cái thân đo thì nó khá là dài nhá. Mình có một cái số cái đồng hồ mình dùng ấy thì cái thân của nó rất là ngắn anh ạ, nó chỉ đến đây thôi. Đây là cái này mình vẫn đánh giá là ưu điểm nhá. Đó. Có một cái thân quay đo khá là dày. Rồi. Đó, như vậy chúng ta chỉ có phụ kiện là có cái dây thôi. Dây thì cũng theo mình đánh giá thì dây này cũng được, không mỏng quá mà cũng không dày quá. Thân thì thân nó cũng ngắn ngắn thôi, và đầu như kiểu đầu bút bi nhá. Cái đầu đo như kiểu đầu bút bi này. Đó. Rồi. Con quay trở lại nhưng mà chính em Anyang này thì nó rất là nhỏ. Con này thì đây, mình có luôn cả cái đồng cái thước đo lại rồi. Thì con này chiều dài của nó chỉ có 10 xăng thôi mọi người ạ. 10 xăng nhá. Đó, đúng 10 xăng luôn. Đây là nó chỉ lọt thỏm trong bàn tay thôi này. Rất là nhỏ. Nhìn con bé hơn cả điện thoại, nó chỉ to hơn con Nokia của gạch một tí thôi. Rồi, được cái là nó có một cái này mình thích này. Nó có cái trống này. Một số cái đồng hồ nó không có cái này. Đó. Dùng cái này thì chả khi mình đo kiểm ấy nhìn nó dễ, tại vì nhiều khi mình đặt thế này nó bị bóng không nhìn được nhá. Nó để nhà thì nó lại nhìn dễ này. Đó, nó ưu điểm của nó. Rồi, phía trên chúng ta sẽ có một cái nút là nút đo điện dò NCV và một cái đèn nhân LED, nhưng mà nhìn thì to nhưng mà nó không sáng lắm đâu. Rồi, và có một cái ốp chống sốc nhá. Con này khá là hay là có ốp chống sốc bằng cao su này. Cái điểm này mình đánh giá là điểm tốt. Rồi. Và phải bóc cái nốt chống sốc này ra thì chúng ta mới lắp được pin nhá. Và đây nó có cái loa này, bốn cái ốc để tháo bên trong này. Và con này tháo pin cũng khá là buồn cười nhá. Và mình không cần dùng tua vít mà anh em dùng móng tay này. Anh em nó có biểu tượng này, mở khóa này. Cái này như là mở rồi mà. Đây, mình vặn cái mở khóa về một bên như này, dùng móng tay đẩn này. Đây cái mình ra khá buồn cười đó. Đó nó ra. Đó. Hay, không phải dùng tua vít nhá. Một số cái loại mà thay pin để dùng tua vít mình thấy không tiện lắm. Rồi, con này nó dùng hai quả pin đũa 1.5V nhá, pin nhỏ nhỏ nhá. Rồi, được. Đây, cái bao cao su của nó thì bằng cao su này, đẹp. Đỏ đen nhìn rất là thể thao nhá, giống kiểu AC Milan. Rồi, về mặt giao diện chúng ta sẽ có là 4 nút thôi. Con này thì nó dành cho những người start, những người gọi là không chuyên về điện tử ấy, nó có chế độ đo tự động rất là dễ. Mình cắm vào nó tự đo chẳng làm gì cả. Thì chúng ta sẽ có 2BL, đèn pin, NCV, nút nguồn. Và đây là các mức đo của nó. Con này sẽ đo được là NCV nó đo dòng điện cảm ứng này. À quên, đo kiểu như điện âm tường, quên, mình hay nhầm. Đo được thông mạch này. Đo được ohm là cái ngưỡng đo của nó 0.1 ohm đến 60 triệu ohm. Rồi đo được tụ từ 20 nanofarad đến 60 mmF nhá. Khá kinh đấy. Rồi đo được diode 3V. Đo diode này là mình sẽ đo được cả led nhá, nó sẽ đo được led ở 3V. Rồi đo được điện cứng ampe là chỉ có 10A thôi. Cái này thì nó không chuyên về đo dọc. Rồi và đo được vôn một chiều và xoay chiều nhá, từ 0.5V đến 600V. Đó. Ngoài ra thì cái chế độ tự động của nó đã đo được các mức này. Và nó sẽ có 3 cổng đây, cổng âm, cổng này đo vôn này, cổng này đo dòng. Đấy, bấm nút này. Và giữa này như lại có một cái nhưng không rõ đây có một cái đèn nữa thì phải. Rồi bây giờ sẽ lắp pin để cho mọi người thử. Con này thì khuyến nghị mọi người nên lắp một cái pin xịn một chút để tránh cái trường hợp mà nó bị chảy nước ra pin, hoặc anh em có thể độ ra xe 18650 rồi dùng một cái mạch hạ áp đi nhá. Thì nhưng mà thế thì mình sẽ phải độ một chút ở thế này. Đây mình dùng một cái pin mới tinh của Energizer luôn. Dùng pin xịn một tí để tránh nó chảy nước, nó chập vào trong bo nhá. Mấy dòng này nó hay bị thế. Rồi. Này cực này là vào đây. Này là vào đây. Rồi mình lắp cái này vào, nó cứ vít một cái. Đấy, cái kênh nhé, cân đấy. Đây mình xoay lại nhá. Cái này nó làm hơi chuối chuối một tí nhỉ. Anh em xoay này ra đây nhá. Đây này, cái mạch này là bằng mở khóa thì mới lắp đấy nhá. Không có kênh không lắp được đâu.
xong xoay lại cái này, đây là khóa. Rồi, nó sẽ hiện lên như cái dòng an ninh, nó hiện lên auto này. Rồi, đây, nút đèn led này, đèn led thì cũng không sáng lắm đâu, nhưng mà có còn hơn không. Nút này là chế độ đo dòng điện này, đo như kiểu điện ấy, mình sẽ lấy một cái ổ điện mình đo thử nhá. Rồi, đây mình có một cái ổ cắm đây, sẽ dùng thử cái tính năng NCV. Nó như kiểu đây, đây nhá, con này đang chưa bật điện này. Còn cái này đâu? Rồi, thử xem nào. Cái NCV là mình sẽ phải giữ cái nút này và trỏ cái đầu dò nó để cho nó đo nhá. Đó. Nó báo là có điện nha mọi người. Nhưng mà phần hình mình thấy nó cũng không chính xác lắm đâu. Cái chỗ này đã tắt điện bây giờ nó vẫn báo là có này. Cũng hơi ảo một chút. Bật điện lên thì lại không kêu nữa này. Tắt đi này. Có khả năng dùng để đo pha nóng lạnh mọi người ạ. Đó, tắt đi thì được này. Nói chung là cái NCV này mình thấy nó đo không chuẩn lắm đâu. Rồi, bắt đầu mình sẽ đo một số cái chế độ như là đo điện trở, đo tụ và đo volt xem thế nào nhé. Rồi, và thực hiện đo kiểm cùng hôm nay mình sẽ dùng con đồng hồ mình đang dùng là con Frokit MT1250. Con này thì nó có một cái nhược điểm là nó không được như con này, nó là khi mà mình đo thì mình sẽ phải chọn, ví dụ như đo cái mức điện trở bao nhiêu mình sẽ phải chọn cái mức tương đương nhá. Và chọn đo DC là đo một chiều thì mình sẽ ấn cái công tắc này. Đo xoay chiều mình ấn xuống đây, còn đo DC mình mở lên. Đó. Và con này thì nó không đo được tụ. Đó, vẫn đo được thu mạch nha mọi người. Ok. Như vậy con này nó hơi kém trong con này. Con Alea này được cái là cái đo của nó rất là hay mọi người. Đây là mình bật lên này. Nó có nút tắt mở này. Và chế độ của nó bình thường ấy thì nó sẽ để auto. Tức là đo cái gì nó sẽ đo auto hết. Ví dụ như là đo đây này, vôn, ôm, tụ, điện trở, thông mạch thì nó sẽ là đo tự động. Và chính vì tự động thì nó sẽ cần thời gian để lấy mẫu. Nên là quan trọng nó xịn hay không xịn thì cái thời gian nó lấy mẫu nó lâu hay chậm và kết quả nó chính xác không. Quan trọng là kết quả thôi. Còn cái thời gian lấy mẫu thì mình nghĩ cũng không quan trọng lắm. Ngoài ra thì mình có thể chỉnh tay được này. Ví dụ đây là auto đo điện một chiều này. Auto điện một điện xoay chiều này, AC, TLM thì cũng không rõ lắm. Đây là đo về ôm này. M ôm, K ôm. Cái này đo thông mạch này và đo cũng đúng là đo thông mạch. Và chế độ này thì là đo diốt này. Và cái này là đo tụ này. Đó. Thực ra mình mua con này chủ yếu mình sẽ đo tụ mọi người ạ. Mình đo tụ chả sửa quạt ấy thì kiểm tra xem tụ nó chết không thì mình rất cần cái này. Còn những cái tính năng đo kia thì con này nó cũng đo được. Rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ cắm vào để xem là kết quả nó có chính xác không. Tính năng thì nhiều đấy. Nhưng quan trọng là nó có chính xác hay không nó quan trọng. Rồi. Mình sẽ đo đầu tiên là mình sẽ đo một cái basic là chúng ta sẽ đo cái điện áp đi. 12V này. Rồi, con này thì mình sẽ cắm qua đây để cho nó dễ đo. Mình sẽ đo cả bằng con Aneng 118 này và cả con Frokit này nhá. Con Frokit này này, chính là cái điểm nó này. Cái dây nó khá là ngắn mọi người ạ. Mọi người nhá. Nó ngắn hơn hẳn con này nhá, đấy mọi người chưa? Nó thấp hơn này. Đó, dài thì nó sẽ tiếp xúc sâu hơn, nó ngậm sâu hơn. Đó, ok. Bắt đầu, mình sẽ đo bằng con Fro này trước đi, xem nó đo được. Mình vẫn để mắc auto nhá. Mọi người nhìn này. Xem nó có đo được không? Nó ra là 12.03V và mình đang để chế độ tự động nhá. Tự động để ra luôn là hiển thị volt này. Nhảy số lung tung phèng anh em ạ. Nó nhảy số lung tung phèng nhá, chứ không phải là con này nó đo kết quả. Tại vì tính thì nó tự động nên là để ra lấy mẫu, nó cần phải lấy mẫu rồi ạ. Nó lấy trung bình ra. Nên mình đo mình phải vị trí rất là chắc tay. 12.03 nhá. Rồi. Mình sẽ đo bằng con này. Con này muốn đo mình để chọn mức về là 20V hoặc là 200V được. Rồi. Con bộ này cũng thế anh ạ. Sao điện áp này biến đổi thế ta? 11.98. Con này đo là 11.98. Mình thử lại với con Anen. Mình đặt 5 luôn nhá. Đo lại lần 2. 11.62. Như vậy con này đo volt thấp hơn con này. Con này 11.8, con này đo ra cái 11.6 thôi. Ok. Nói chung là sai số chấp nhận được. Rồi. Bây giờ cái tính năng này, hơn nào tính năng này, đó chính là đo tụ. Mình có một con tụ quạt 2 nui. Con này thì con Frokit 1250 thì chịu chết, không đo tụ anh ạ. Nó không đo tụ. Nhưng mà con này thì nó lại đo được. Mình sẽ đo tụ xem nào, xem nó có đo được không nhá. Như vậy mình đo tụ thì nó đang trả về kết quả là 0.8M anh em ạ. Như vậy thì con này nó không nhận diện được pha ra nhá. Thế là con này khả năng mình đo tụ mình sẽ phải chuyển tay. Ôm, diốt. Rồi. Khả năng đo tụ mình sẽ phải chuyển tay chứ nó không tự động đo tụ được.
nó ra 2,08 mi. Như vậy là kết quả em chấp nhận được nhá. Xem với cái này 2,08 là được. Và tụ thì nó đo cao hơn nhá. Rồi đo tụ đây, đo thử một em nữa đi. Có hai con tụ này. Nếu mà đo tụ thì các bạn sẽ phải chuyển về mức đo tụ, chứ để auto thì nó không nhận diện. Sara. Và một con nữa. Con này thì cũng 2,1 này. 2,1 ly nha mọi người. Đó, ok. Rồi, như vậy đo volt được. Bắt đầu mình sẽ đo thử sang là điện trở nhá. Mình sẽ tắt đi. Mình tắt điện cho về auto ấy. Rồi, mình sẽ đo thử một con điện trở là 1 triệu ohm 1M này. Đo thử con 1M này xem. Con dán về thì cũng không biết là con này bao nhiêu ohm. Mình phải ghi vào là sao mình còn biết đi. Chứ mình không biết điện trở gì ạ. Rồi, ok. Rồi, ok, mình sẽ đo. Con điện trở thì mình sẽ để đến đây nhé, để cho nó đỡ chạm tay, nó đỡ sai số mọi người. Mình sẽ để lên bàn. Và điện trở thì mình sẽ để chế độ auto của con Anen này nhá. Vậy nó ra 0,99m. Gần 1 mê này. Đây không phải 99, được. Chấp nhận kết quả này đối với con Anen. Rồi, con này thì mình sẽ gạt sang nó rất là 2m ở đây. Rồi. Con của mình nó ra được 0,99. Như vậy thì hai con này điện trở đo giống nhau. Rồi, mình sẽ đo thử một con điện trở thấp đi. Để xem kết quả nó có đúng không. Cái cặp này của mình nó có rất nhiều các điện trở. Mình sẽ lấy một con điện trở giá trị thấp đi, 10 ohm hoặc 1 ohm gì đấy. 1K này, 100R. 1K. Con này là bao nhiêu? Con này là 10R, đây mình sẽ lấy con 10R này. Con 10R này dùng nhiều cho đèn đấu đèn LED anh ạ. Con 10R dùng nhiều này, rồi. Điện trở thì mình đo rất là cần đấy ạ. Để làm gì điện trở rất là cần. Mình sẽ đo đầu tiên với con em Anen này nhá. Con này là 10R. Sao nó lại kêu nhỉ? Không hiểu lắm anh ạ. 10R vẫn trong phạm vi của nó mà. Con này đo từ 0,1R mà. Không hiểu sao nó lại kêu. Mình đang đo từ con 10R nhá. Nó ra là 10 ohm đấy mọi người ạ, đúng đấy. Nó ra là 10 ohm. Nhưng mà không hiểu tại sao nó lại kêu gì không rõ lắm. Rồi, được, con này đo 10 ohm chính xác. Mình sẽ bật về sang 20K. Còn Flowkit. Xả năng, con này có 10R thì mình phải đo về nước 200 đấy nhỉ. 200 mọi người ạ nhỉ. Nó có 10R thôi. Đây, nó ra là 10.6R nhá. Rồi, con này đo chuẩn này. 10R, đo chuẩn. Như vậy điện trở cho mình đánh giá thì nó đo tương đối chuẩn. Nhưng mà với điện áp thì nó đo cũng hơi lệch nhá. Đo tụ thì cũng xem. Rồi, và một vài thử cuối là mình sẽ thử với một em LED này. Để xem là nó có sáng LED không nhá. Cái này nó bán là đo được LED diode. Mình thử xem là nó có phát sáng được con LED được không. Một con LED vậy là con LED 3V. Để xem đồng hồ có thử được LED 3V không nhá. Rồi, mình vẫn đang để là auto. Ồ, như vậy không đo được LED rồi, không sáng đèn LED. Nó LED không đo được rồi. Rồi, mình sẽ để sang chế độ đo LED này nào. Đây là chế độ đo iốt này. Cực nhỏ sẽ là cực dương và to sẽ là anode. Ồ, như vậy là đo được LED thì mọi người, nó sáng như này. Mình thấy đo được LED nhá. Mọi người thấy không? LED phát sáng này. Như vậy là đo được LED nhá. À. LED này nó phải đúng cực nó nhá. Rồi, như vậy là đo được LED 3V. Thế thì khá là ngon. Rồi, mình thử với cái em này xem có đo được LED không? Nó có chế độ đo LED ở trong mạch đây. Rồi, thử với em này xem nào. Đây là một số các cái tính năng mà chúng ta hay dùng. Khả năng là vẫn đo được. Con này cũng đo được LED nhá. Tất nhiên là LED 3V nữa mọi người. Cái con này của con Flow của mình nó dùng LED, là nó dùng pin là 9V nên khả năng nó sẽ. Rồi. Ok, rồi. Và bài đo cuối là mình sẽ đo test điện 220. Rồi. Với con Anen này, các bạn sẽ thấy được một cái điểm vượt trội của nó là với Anen thì các bạn không phải set cái gì cả. Nhưng mà với cái con này mà đo điện vượt trường mà anh em quên ấn cái nút này cái là thôi, vứt đồng hồ luôn kìa. Nó cháy. Đó. Đây, với con này thì mình sẽ
dùng thay bút thử điện đây. Nghe mùa đây. Rồi, như vậy thì nó là 224V. Không phải... Nó tự động luôn anh ạ, nó tự động nó nhảy vào chế độ 220 luôn. Rất ngọt. Và con này nó có một cái chế độ nữa là để đo pha nóng hay pha lạnh ấy. Anh em dí một que vào đây. Nếu mà một que lên 120V thì bên này chính là nóng này. Còn bên này nếu mà mình đo ra 0V thì bên này chính là bên mát nhá. Đó. Nó sẽ hơn hẳn với con này. Con này các bạn sẽ phải, đúng không? Rất hay, mình rất hay quên ấn nút này. Đó, nó có tính năng vượt trội hơn hẳn. Đó. Nó có hai tính năng vượt trội hơn. Rồi, như vậy thì mình có một chút nhận xét về em Anel 118 này. Thực sự thì đúng là nó là một trong những cái đồng hồ mình thấy rất là hay ở cái thời điểm hiện tại. Thứ nhất, về giá thì với 100k mua kiểu áp mã giảm giá, cái kiểu gì thì nó thấy là 100k thì giá là tạm chấp nhận được, không quá cao. Về tính năng thì nó khá là vượt trội so với một số các loại đồng hồ trên thị trường hiện nay. Có khá nhiều cái tính năng hay như là NCV này, đo tự động này, đo được tụ này. Đó, mình khóa nhất con này là tính năng đo tụ để sửa quạt. Ngoài ra thì nó cũng giống như các cái đồng hồ khác, đo được rất nhiều. Và đặc biệt là nó có chế độ tự động này thì rất là tiện và nhanh ạ. Muốn đo nhanh mà anh em không chuyên thì không biết chỉnh nó nấc với bao nhiêu. Ví dụ như mình có điện trở, mình không biết nó là mức là bao nhiêu ohm và mình xét. Thì với tính năng đo tự động này thì sự là rất là tuyệt vời, rất là hữu ích đối với anh em là về điện tử và những anh em nghiệp dư. Với giá 100k này thì quá là ngon rồi. Nó lại rất là nhỏ gọn, nó có cả đèn pin nữa. Đó. Con này thì tất nhiên nó cũng có hạn chế là nó không đo được dòng cao và cũng một số cái tính năng khác nó cũng không có. Nhưng mà với tầm tiền này và giá này thì mình nghĩ rằng đây cũng thực sự là một món hồi. Và cũng rất nhiều anh em chia sẻ rồi. Thực sự đây là một cái sản phẩm mà anh em nên có với anh em kỹ thuật nhá. Xin một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu video hay thì nhớ bạn nhớ like, sau đó ok mình chờ đón các video tiếp theo. Xin chào các bạn.